mặt trời rọi sáng, như những câu chuyện khai sáng tâm trí chúng ta. Mỗi câu chuyện là một bài học. Trong quá trình tóm tắt phim, vẫn còn những câu chuyện chưa bao giờ kể, như sự tích cây ba siêu, chàng lùng lấy vợ đẹp, vợ chồng giết quỷ. Những câu chuyện đó sẽ được kể trong tập đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Ngọc Ngân Dai Si. Tập đặc biệt này mình xin dành tặng đến các bạn như một lời cảm ơn. Câu chuyện đầu tiên được mang tên Chàng lùng lấy vợ đẹp được trích trong phim Nữ thần Durga. 100. Anh ta đang cảm tạ thần linh à? Rõ ràng là mua vợ bằng tiền, vậy mà đi cảm tạ làm gì? Nhìn xem, làm sao mà một thằng lùn có thể lấy một người vợ cao như vậy? Nói đi, có phải mày đã mua cô ta làm vợ hay không? Các người im đi. Các người có thể nhục mạ tôi, nhưng các người không được chiểu cợt vợ của tôi. Phải, tôi lùn, tôi xấu, nhưng việc đó liên quan gì đến các người? Bộ người xấu lấy vợ đẹp là sai hay sao? Thiếp thề với thần linh, thiếp đến với chàng vì tình yêu, chứ không phải vì tiền. Đây là ai vậy? Chị dâu, đây là vợ của em. Em dâu quả thật rất đẹp. Ôi thần linh ơi, ngắm nhìn em dâu mà ta quên mất phải làm lễ rước dâu. Làm sao mà em lại cứ gấp đến mức mà không có anh chị được chứ? Vì nàng ấy làm người hầu nhà chú thím. Chú thím rất hung dữ, nên em không thể để lâu. Nếu chàng ấy không lấy em, thì giờ này không biết chú thím sẽ đối xử với em như thế nào nữa. Cảm ơn chàng đã đưa thiếp thoát khỏi nơi đó. Dù sao thì bây giờ em cũng đã trở thành dâu nhà này rồi. Hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Thần linh ơi, tượng nữ thần kìa. Nữ thần Durga, cảm ơn người đã cho con có một người vợ đẹp như thế. Phải, cảm ơn người đã cho con thoát khỏi cái nhà đó. Cảm ơn người đã cho con có một người chồng tốt bụng. Em trai, làm sao mà em có thể kết hôn với cô ta được? Một người phụ nữ đẹp chịu lấy một người như em thì chỉ có thể vì tiền mà thôi. Cô ta đã lợi dụng em để được thoát khỏi phận làm người hầu mà thôi. Sau đó nó sẽ ôm tiền của bỏ trốn với người đàn ông khác. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Im đi, anh đã quá quen với kiểu người như cô ta rồi. Em phải nghe lời của anh. Nhưng nàng ấy yêu em thật lòng mà anh hai. Mày nghĩ nó đến với mày vì tình yêu hay sao? Nhìn lại đi, ngoài tiền ra thì mày có cái gì? Mày không được cái gì. Vậy thì nó yêu mày vì cái gì? Có phải vì tiền hay không? Tự suy nghĩ đi. Không một người đẹp nào mà đi lấy một người xấu cả. Vì tiền mà thôi. Em biết anh không bao giờ chấp nhận em làm dâu nhà này. Nhưng chàng ấy đã là chồng của em rồi. Dù cho anh có chấp nhận hay không thì em sẽ không bao giờ bỏ rơi chồng của mình. Em yêu chàng ấy thật lòng chứ không phải vì danh lợi. Cô đừng có giả nai trước mặt tôi. Người như cô tôi biết quá mà. Anh đừng làm khó vợ của em nữa. Nàng ấy là một người phụ nữ tốt. Nàng ấy thờ nữ thần Durga và thường hay nghe nữ thần thuyết giảng. Phải, nữ thần đã dạy rằng là người cùng một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Xem cô ta kìa, nói cứ như thể mình là một người mộ đạo vậy. Cô đang lợi dụng danh nghĩa thần linh để tạo lòng tin cho mọi người. Cô ta chứng tỏ mình là một người tốt nhưng thật ra chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi. Đừng bao giờ lấy danh nghĩa của thần linh mà lừa đảo người ta. Cứ chóng mắt lên xem đi, từ từ thì con vợ của em cũng sẽ ôm tiền bỏ trốn mà thôi. Nàng đừng buồn vì những lời nói của anh trai ta. Hãy đeo hai chiếc vòng này nhé, ta tặng nó như một lời xin lỗi. Thực ra, thiếp không quan tâm đến những lời nói đó đâu. Quan trọng là hạnh phúc của hai ta. Xin lỗi chàng, hôm nay là đêm tân hôn. Nhưng thiếp đã thề với nữ thần Durga là thiếp sẽ tu trong vòng 7 ngày. Được rồi, vậy thì ta sẽ ngủ ở dưới đất. Mình phải ôm đống vàng này theo. Chàng tại sao lại đến đây?
ta nhớ nàng quá, nên phải vượt tường rào để đến đây. Có ai nhìn thấy chàng không? Yên tâm đi, giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi, kể cả thằng lùn kia cũng cần phải ngủ. Cuối cùng thì hắn cũng chuột nàng ra khỏi căn nhà kia. Giờ thì chúng ta bỏ trốn, hai ta sẽ được tự do. Cái rương này, nó chứa rất nhiều vàng, mình phải mang nó theo. Làm sao mà chàng không nhấc nổi một cái rương này chứ? Hắn ta thật thông minh, hắn đã xây cái rương này gắn liền với nền nhà. Bây giờ chỉ có cách duy nhất là ăn cắp chiếc chìa khóa thôi. Vợ ơi, nàng làm gì ở đây vậy? Thiếp đi uống nước, nhưng bị vấp té. Cũng tại cái thùng này hết, khi không lại để ở đây. Tôi ăn no rồi. Sao vậy ông mới ăn thôi mà? No rồi, thấy cái mặt là hết muốn ăn. Mai mốt có tôi là không có nó. Đừng buồn, qua thời gian ông ấy sẽ chấp nhận thôi. Anh hai không chấp nhận em làm dâu nhà này, rồi ảnh cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà thôi chị ơi. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ở ngôi làng này, nàng có muốn đi cùng ta đến gặp nữ thần Duga hay không? Thiếp rất muốn nhận những lời chúc phúc của nữ thần, nhưng thiếp phải ở đây để giúp chị dâu làm việc nhà. Mình phải kiếm cớ ở nhà để lấy chiếc chìa khóa. Thiếp không thể bỏ đi mà để chị dâu làm được. Không sao đâu, em là một người mộ đạo, ta không thể cấm em đi được. Em cứ đi đi, hãy nhận lấy lời chúc tốt đẹp từ nữ thần. Thôi được, đi rồi về nhà ăn cắp chìa khóa sau. Nếu chị ấy đã nói vậy thì thiếp không thể từ chối. Mình đi thôi. Nàng biết không, có rất nhiều người phải lặn lội từ phương xa đến chỉ để được gặp nữ thần. Ta nghĩ tại sao chúng ta lại không đi, trong khi nữ thần lại ở gần làng chúng ta. Đặc biệt là nàng, nàng là tín đồ lớn của nữ thần. Chúng ta may mắn lắm mới đi được đến đây. Nàng ấy đâu rồi? Đừng lo, khi nào cô ấy thực sự muốn, cô ấy sẽ tự mình đến đây. Mình lạc đường rồi, nếu tự đi đến đó thì rất nguy hiểm. Tốt nhất mình nên ở đây đợi hắn quay về. Cô chị ơi, nữ thần Vát Navi biến thành người phàm, cô có cần ta giúp hay không? Tôi và chồng của mình đang trên đường đến hang động của nữ thần, nhưng tôi bị lạc đường rồi. Liệu cô có phải là một người xảo trá hay không? Những ai có tâm địa độc ác sẽ không đến được nơi đó. Mọi người đến được đó vì trái tim họ hướng đến nữ thần. Họ sẽ được dẫn lối bởi lòng từ bi. Người nói cứ như mình là nữ thần không bằng, nhưng mà nhìn cô ta cũng không giống người bình thường. Vợ ơi, nàng đứng ở đây một mình sao? Không, còn có. Ủa, lúc nãy cô ta còn ở đây mà. Nữ thần nói trên đường về ta sẽ gặp được nàng. Còn nữa, nữ thần đã chúc phúc cho hai ta. Chúng tôi qua xem mặt cô dâu và tặng quà cho cô dâu. Cô dâu đẹp quá. Tôi không tin là cô dâu đẹp như vậy đâu. Đẹp thật. Đây là chìa khóa của rương vàng. Ước muốn của cô đã thành hiện thực. Tôi biết rõ trong đầu cô nghĩ gì. Cô không thể giấu được tôi đâu. Chàng ta yêu cô rất nhiều. Nếu như cô phản bội thì cô sẽ không bao giờ có được người yêu thương như chàng lùn nữa đâu. Cô là ai? Cô là ai? Làm gì có ai? Người phụ nữ mới nãy đứng đây là ai? Đâu có ai đâu. Chắc em mệt nên tưởng tượng ra thôi. Chiếc vòng chân đẹp quá. Rõ ràng là chìa khóa mà. Em nói gì chứ, chiếc chìa khóa nào? Trong cái nhà này chỉ có mình chị giữ chìa khóa thôi. Nè, anh à, có một người phụ nữ đã nghi ngờ em. Sớm muộn gì cô ta cũng vạch trần em thôi. Ngày mai hai ta sẽ lên đường.
Ta thật ngu khi nghĩ rằng sẽ có người yêu ta và chấp nhận lấy ta. Ta đã sai, ta phải chấp nhận rằng trong cuộc đời này không ai thương ta cả. Ta sẽ cho nàng tài sản riêng của ta. Chỉ cần nàng ở đây cho đến ngày mai, ta đã hứa với mọi người là sẽ dẫn nàng ra mắt. Hãy ở lại, hết ngày lễ rồi hãy đi. Ta hứa với nàng, ta sẽ cho nàng tiền bạc để lên đường. Và ta sẽ không bao giờ nói điều này với bất kỳ ai. Đức mẹ Durga, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con. Người nói là con sẽ có được hạnh phúc mà. Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thời gian sẽ chứng minh cho con thấy. Chỉ cần con là một người tốt, trời cao sẽ an bày. Ta hứa với nàng, ta sẽ cho nàng tiền bạc để lên đường. Và ta sẽ không bao giờ nói điều này với bất kỳ ai. Hãy nhìn cho kỹ bản thân mình đi. Lợi dụng chồng mình, rồi bỏ nhà theo trai. Đồ dâm phụ, câm miệng. Rồi có ngày, người ta cũng sẽ biết được bộ mặt thật của cô thôi. Tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi? Không, mình không nên thương xót một kẻ khờ như vậy. Mình phải ôm tiền bỏ trốn khỏi đây. Cô, tại sao cô lại ở trong phòng của ta? Cô đã gọi đây là phòng của mình. Vậy tại sao lại không chấp nhận người chồng lùn kia? Cô đừng có mà đe dọa ta, vì tên lùn đó đã biết hết mọi chuyện rồi. Ta không cần phải che giấu nữa. Vậy mà cô vẫn không thấy được tình thương của chồng hay sao? Cô là ai? Hôm nay ta phải biết cô là ai. Có chuyện gì vậy? Cô ta là ai? Cô gái nào? Cô ta lại biến mất rồi. Mình đi nhanh lên, đứng lại. Ta biết ngay là cô sẽ ôm tiền bỏ trốn mà. Chỉ có mỗi em tôi là tin cô thôi. Nhưng ngày hôm nay, mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của cô. Đừng đánh nữa. Anh hai hãy để cô ấy đi đi. Không bao giờ. Anh hai, lôi nó đi theo. Mình phải trốn khỏi đây. Tha cho hắn đi, chúng ta cũng thoát khỏi đó rồi mà. Không, một khi thả hắn ra, thì hắn sẽ tống chúng ta vào tù. Ta sẽ thả ngươi ra khỏi nơi này nếu như ngươi thắng cuộc. Cầm thanh kiếm lên, đánh thắng tất cả mọi người thì ngươi mới được thả ra. Vì nàng ấy làm người hầu nhà chú thím. Chú thím rất hung dữ, nên em phải cưới nàng ấy gấp.
anh đừng làm khó vợ của em nữa. Nàng ấy là một người phụ nữ tốt. Nàng ấy thờ nữ thần Durga và thường hay nghe nữ thần thuyết giảng. Ta hứa với nàng, ta sẽ cho nàng tiền bạc để lên đường. Có sao không? Nàng đấu với nó hay chăm sóc cho nó vậy? Chàng im đi, chàng chỉ là tình nhân của ta, vì vậy nên đừng lên giọng với ta. Chỉa mà đòi đeo chân hạt, một người xấu như mày thì không ai thương đâu biết không? Tại sao lại miệt thị hắn như vậy? Phải hắn xấu xí thì đã sao? Hắn biết tha thứ và giúp ta bỏ trốn, vậy mà chàng lại đối xử với người ta như vậy. Hắn thành ra như vậy đều do mình mà ra. Ngồi ở đây ăn đi, ta đi lấy nước cho uống. Cô chị ơi, có thể cho tôi xin miếng nước được không? Tại sao cô lại ở đây? Điều đó không quan trọng, quan trọng là cô đã bắt đầu thương chàng lùn. Không bao giờ, khi nào hắn đấu xong, hắn sẽ biến khỏi đây. Đã là chuyên số, cô không đuổi được đâu. Tình yêu đích thực xuất phát từ tình thương và sự thấu hiểu. Tình thương không xuất phát từ vẻ bề ngoài mà bằng cả một con tim. Rắn, có rắn kìa. Chàng mau cứu ta đi. Không, ta không thể mạo hiểm như vậy được. Yên tâm đi, con rắn không cắn đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng, dù nàng không chấp nhận ta. Tỉnh dậy đi, ta đã sai rồi, ta đã sai rồi. Thằng này thật ngu, tự mình tìm đến cái chết. Chàng ấy không chết, ngươi không được nói chàng ấy như vậy. Vì ngươi vô dụng, ngươi không hề cứu ta. Ngươi là thằng hèn, đồ hèn. Đức mẹ Durga, người không phải đức tin của tôi, nhưng tôi đang thay mặt cho chàng ấy cầu xin người. Xin người hãy cứu lấy chàng ấy. Thuốc đây. Hãy cho đâm rũ uống thuốc này, rồi chất độc cũng sẽ hết. Tại sao cô biết ta đang cần thuốc? Ta biết hay không, không quan trọng. Quan trọng là phải uống hết thuốc này. Cô ấy đâu rồi? Tại sao chàng lại cứu ta? Vì ta yêu nàng. Ta đã phản bội chàng, nhưng chàng lại đi cứu một người phụ nữ phản bội như ta. Ta không quan tâm, điều ta quan tâm chính là ta đã làm được gì cho nàng. Thực tế, nàng mãi mãi không bao giờ chấp nhận ta. Nhưng ta vẫn mãi hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội. Ra đấu trường nhanh lên, ngươi thắng thì mới được ra khỏi đây. Đủ rồi, không cần phải đánh nhau gì hết. Chàng ấy là một người vô tội và giờ lại bị chúng ta nhốt ở đây. Nếu nàng còn binh hắn nữa thì sẽ chung số phận với hắn. Ngươi thật độc ác. Kể từ giờ ta không còn yêu ngươi nữa. Nàng mới là người độc ác. Nàng đã phản bội chồng và ôm tiền bỏ nhà theo trai. Nàng mới là kẻ độc ác, không phải ta. Đồ dâm phụ. Mở cửa ra, mở cửa ra. Hôm nay tao sẽ giết mày. Vì chết trên đấu trường là hợp pháp. Không được đâu, nếu đấu với hắn sẽ không còn mạng quay về. Xin đức mẹ Durga, hãy cứu lấy chồng của con. Nữ thần hiện thân, nhưng không cho Lali thấy mặt của mình. Xin người hãy cứu chàng ấy. Ta không cứu được. Chỉ có vợ mới có thể cứu chồng. Hãy đi cứu chồng của mình đi. Nhưng con chẳng là gì cả. Con là người bạn đời của Damru. Không, con không phải. Con thật xấu hổ khi tự xưng mình là vợ.
con đã phản bội chồng và ôm tiền theo trai. Đừng tự trách mình, khi đó con không hề biết tình yêu là gì. Nhưng khi con nhận ra tình yêu của vợ chồng, thì hãy cố gắng vì tình yêu ấy. Có biết vì sao ta không cứu mà lại để con cứu chồng hay không? Vì đây là cơ hội để con chuộc lại lỗi lầm. Hãy cứu chàng lùn ấy, hãy chứng minh tình yêu của mình, rồi con sẽ được tha thứ. Tại sao nàng lại bảo vệ cho hắn? Hắn có gì hơn ta? Giết nó đi, giết đi. Đừng giết hắn, tha cho hắn đi. Phải, Đam Ru xấu xí, nhưng chàng ta không độc ác như ngươi. Biến đi đồ hèn. Thiếp xin lỗi, thiếp đã phản bội chàng. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, chàng có tha thứ cho thiếp không? La Ly chỉ cần nàng biết quay đầu, mọi chuyện ta đều tha thứ. La Ly nhớ ra, người giúp đỡ mình từng bước chính là nữ thần. Cảm ơn người đã giúp đỡ con. Trong cuộc sống gia đình, bất kỳ ai cũng có lỗi lầm. Hãy tha thứ cho những người biết quay đầu, để được hạnh phúc bên nhau. Hãy lắng nghe câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện Vợ chồng giết quỷ được trích trong phim Nữ thần Kali. Câu chuyện bắt đầu khi hai anh em quỷ vương sát hại cõi trần để cứu giúp chúng sinh. Nữ thần Parvati đầu thai, người đầu thai vào bụng của vợ chồng thương gia. Chạy đi, quỷ đến, chạy đi. Tôi sắp đẻ rồi, phải chạy đi đâu đây? Người vợ trốn trong ngôi nhà hoang, tự mình sinh con. Người sinh ra đứa bé gái. Đứa bé ấy là nữ thần Parvati đầu thai thành. Đứa bé được chào đời an toàn trước sự bảo vệ của Linka. Linka là một hình tượng, tượng trưng cho ngài Shiva. Hai vợ chồng đặt tên cho con gái mình là Masa. Masa lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bọn quỷ đến tàn sát ngôi làng của Masa. Chạy đi, quỷ đến. Masa, tụi quỷ đến phá làng chúng ta. Cứu tôi với, xin đừng giết mẹ con tôi. Ngươi là ai? Sao ngươi có thể giết được quỷ? Sức mạnh xuất phát từ sự áp bức. Không một ai có quyền áp bức người khác. Một người phụ nữ như ngươi làm sao mà giết quỷ được chứ? Phụ nữ sẽ mạnh mẽ hơn nếu như ngươi làm hại người thân của họ. Những kẻ áp bức người khác sẽ phải trả giá. Kể từ đó nàng ấy được vang danh là nữ anh hùng Masa. Em ăn chút gì đi. Em không muốn ăn, em nhớ mẹ. Không biết mẹ ở dưới trần gian ra sao nữa, em muốn mẹ đút ăn thôi. Ăn đi con. Tại sao mình lại có cảm giác nhớ nhà? Một cảm giác nhớ nhà da diết. Thần Shiva quyết định hạ phàm, ta sẽ đưa nàng trở về nhà. Thật kỳ lạ, cảm giác cứ như sắp được gặp người mình yêu vậy. Rốt cuộc cảm giác này là sao? Mình sẽ chờ xem tình yêu bao giờ mới đến. Đẻ con gái ra không giúp gì được cho gia đình, tối ngày trốn đi chơi. Mẹ, con đi dạo biển mới về. Mẹ đừng cằn nhằn nữa. Mấy cái việc này con làm không được. Nhưng mà con là anh hùng giết quỷ đó nha. Tốt nhất là con nên ngậm cái miệng lại đi. Nó là yêu quái, còn chúng ta là người, hơn nữa còn là phụ nữ. Con mà đi giết quỷ nữa thì trai trong làng sợ chạy mất dép. Ai mà dám lấy con? Con sẽ chồng mất. Mẹ à, nếu như người ta sợ quá bỏ chạy thì không xứng làm chồng của con. Chồng của con phải là một bậc anh hùng.
con và chàng sẽ cùng nhau ra chiến trường, cùng nhau giết quỷ. Được thôi, con muốn gì cũng được, nhưng trước tiên phải làm được 50 bình đất. Nếu con không làm được thì con không được ra ngoài. Vâng thưa mẹ. Tuy nó hơi méo nhưng mà cũng xài được. Ta không cần biết, chiều nay mà không được 50 cái thì đừng có mà đi chơi. Quỷ vương biết tin Masa có khả năng giết quỷ, thì ra bà Parvati đó đã đầu thai trở thành con nhỏ Masa để tiêu diệt chúng ta. Chúng ta phải giết chết con nhỏ đó. Mới nãy làm dễ lắm mà, sao giờ làm không được vậy? Trời sắp tối rồi mà mình còn chưa làm được 50 cái. Lúc này, ngài Shiva bước đến. Ông là ai? Đến nhà tôi để làm gì? Ta tên là Ma Thang, ta xuất hiện để giúp cô. Ông giúp tôi làm hết đống này, rồi bắt tôi trả tiền cho ông đúng không? Xin lỗi, ta không cần. Ông về dùm đi. Có biết thanh kiếm này mạnh cỡ nào không? Nó đã giết bao nhiêu con quỷ rồi. Ta là anh hùng, thấy cô cần giúp nên ta mới giúp cô thôi. Với lại ta làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Tôi không tin là dễ như vậy đâu. Nếu mà ông là nhân tài thì hãy làm ra 50 cái bình đi. Gì đây? Tôi muốn giúp đỡ cô, nhưng cô đuổi thì tôi đi vậy. Dừng lại. Ông thực sự đã làm ra hết đống này sao? Ta biến ra đó, đừng có tin. Ngay từ đầu cô đã không tin tôi còn gì. Nhưng đống này không đủ 50 cái đâu. Ta sẽ cử người đến giúp cô hoàn thành đủ 50 cái. Sau đó ta sẽ đưa người sang hỏi cưới cô luôn. Hứa rồi nha, tôi không đợi lâu được đâu. Mẹ không nhận ra ba, nhưng anh tin chắc là mẹ sẽ nhận ra em. Thần Genesa biến thành người phàm. Lần này con sẽ xuống trần, mẹ chắc chắn sẽ nhận ra em. Nhưng nữ thần vẫn không nhớ ra đó là con mình. Nè nhóc, sao em biết làm gốm hay vậy? Làm gốm cũng giống như chơi đồ hàng vậy. Cứ làm như thế này là ra một chiếc đĩa. Chờ nặng thêm mấy cái bánh la đô là xong. Trước kia, nữ thần cùng với con mình làm bánh la đô cùng nhau. Nhưng giờ đây nữ thần đã quên mất điều đó. Vui thật, từ trước đến giờ ta tưởng là chỉ làm bình thôi chứ, nào ngờ có thể làm ra đồ hàng. Em nói trước kia mẹ cùng em làm bánh. Vậy mẹ em đâu? Con đã thất bại rồi, đến mẹ cũng không nhận ra con. Trong trí nhớ của mẹ đã quên đi cái tên Ganesha. Ông ấy đã giúp mình làm những bình gốm này. Ông ấy thật tốt. Ông ấy tên gì vậy? Nhớ ra rồi. Mà cũng không phải, rốt cuộc ông ấy tên gì vậy ta? Tại sao mình lại quên mất tên của ông ấy chứ? Cô ta không nhớ mình là nữ thần Parvati. Cô ta càng yếu thì lũ quỷ bọn ta càng mạnh. Đột nhiên cánh tay nàng run lẩy bẩy. Con lại bị động kinh nữa sao? Đừng sợ, mẹ chạy đi kiếm thầy thuốc liền.
Ông quay trở lại đây rồi sao? Tôi đã quên mất tên của ông. Tên của ta là một phần của nàng. Ông tên là Ma Thăng. Ta sẽ giúp nàng có một tương lai mới. Nàng phải vượt qua bản thân mình. Nhưng tôi không làm bình đất được đâu. Nếu không làm bình đất được thì hãy làm tượng thần. Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận trong trái tim. Thần Shiva cầm một cái trống nắp, có rắn thần quấn quanh cổ. Người có con mắt thứ ba. Khi người phẫn nộ, mái tóc người rối xù. Thật là lạ, tôi chưa bao giờ thấy tượng thần Shiva. Vậy mà tôi làm được một bức tượng như thế này. Nàng hãy nhớ kỹ xem, nàng có từng gặp thần Shiva bao giờ chưa? Tôi không biết, nhưng khi nhìn vào bức tượng, tôi cảm thấy rất bình yên. Con gái, xuống bếp nấu cơm. Con gái, con đang tương tư sao? Con đang nhớ chàng trai giúp con nặng bức tượng kia đúng không? Không có đâu mẹ, một người như chàng ta làm sao mà con thích được chứ? Con không muốn lấy chồng đâu, con sẽ ở cùng mẹ đến già. Xạo quá đi cô nương, ai mà không biết con mê người ta như điếu đổ. Nữ thần Song Hằng đến gặp thần Shiva. Có một chuyện thần phải giải thích với nữ thần Parvati. Lúc đó thần trở thành dòng nước. Dòng nước Song Hằng chảy xuống trần gian. Nhưng dòng chảy quá lớn, nếu dội xuống trần sẽ tạo ra thiên tai. Vì vậy nên thần Shiva đã chịu sức ép của Song Hằng, gói gọn trong búi tóc, mượn mái tóc của ngài, xuôi theo dòng chảy. Nước Song Hằng được chảy xuống trần gian. Nhưng điều này đã khiến nữ thần Parvati ghen. Nữ thần đã nói với thần một câu: trong lúc không có ta, chị lại ở trên mái tóc của chồng ta. Thần rất muốn hạ phàm để giúp hai người đoàn tụ. Như vậy thần cũng chứng tỏ mình trong sạch. Được, ta cho phép người hạ phàm cùng ta. Ôi thần linh ơi, nhà có mấy người đâu mà mẹ bắt con nấu cả buổi? Nhà có khách hả mẹ? Phải, ta đã mời người ta tới coi mắt con. Con không được từ chối đâu đó. Thôi khỏi đi mẹ ạ. Những mối mà bà Mai dẫn đến đều không ra hồn hết. Người thì nhát gan, người thì xấu muốn chết. Cuối cùng thì cậu cũng đến. Hãy vào trong cùng dùng cơm. Tôi có đi cùng với một người bạn. Vậy thì hãy mời người bạn đó cùng ăn luôn. Nữ thần Song Hằng xuất hiện dưới bộ dạng của người phàm. Masa không hài lòng khi thấy nữ thần Song Hằng. Liệu hai chúng tôi có được chào đón không? Tất nhiên rồi, mời hai người vào trong dùng cơm. Mục đích của nữ thần Song Hằng là tạo sự ghen tuông, để nữ thần nhớ lại tất cả. Ma Thăng thích nhất là cà ri, tôi sẽ phục vụ cơm cho chàng ấy. Không cần đâu, cô là khách mà. Đúng vậy, cô là khách, vì vậy hãy để tôi phục vụ cơm cho cô. Không, tôi muốn tự tay phục vụ cơm cho Masa. Tôi rất tôn kính hai người ấy. Parvati hy vọng người nhớ lại được tất cả. Tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Vì nhìn cô ta nhớ đến một người em trước đây. Bà Parvati đó đã đầu thai thành con Masa. Chúng ta phải giết chết con nhỏ Masa đó. Trong lúc ông đi buôn, tôi đã làm mai cho con gái mình rồi. Một cậu trai tài giỏi. Nếu bà thấy được thì cứ gả đi. Khổ nỗi con chúng ta không chịu cưới. Masa, con ra sông Hằng lấy nước giùm ta. Mẹ biết là con không thích ra ngoài sông rồi mà. Ta mới thấy cậu ta ở ngoài đó. Ta còn thấy cậu ta đi cùng cô gái hôm qua. Mẹ đưa cái bình đây, để con lấy nước giùm cho.
ngài không còn nhiều thời gian, ngài phải kết hôn với nữ thần trước khi lũ quỷ đến. Tại sao nàng đến đây, trong khi nàng ghét con sông? Không phải ta ghét, mà vì ta cho rằng con sông hằng cũng như bao con sông khác thôi. Tại sao mọi người lại nói nó linh thiêng chứ? Linh thiêng hay không, phải do mình cảm nhận. Nếu nàng không mở lòng, thì làm sao mà cảm nhận được sự thiêng liêng? Cứu tôi với! Quỷ đến! Chạy đi, chạy đi! Nàng bực tức như vậy là vì điều gì? Kệ ta đi. Đừng đến gần ta, đừng nắm tay của ta, đừng cho ta bất cứ hy vọng nào. Nàng hành xử như vậy là nàng đang ghen. Ta ghen thì liên quan gì đến ông? Bởi vì nàng yêu ta, nên nàng ghen. Thừa nhận đi, nàng đã yêu ta rồi đúng không Masa? Phải, ta ghen đó thì sao? Ta cảm thấy rất khó chịu khi thấy chàng ở bên cô ấy. Ta thấy rất khó chịu. Cô ấy quan trọng đối với ta. Cô ấy như một người bạn thân của ta. Nhưng có một người khác còn quan trọng hơn bản thân ta. Suốt đời này, ta chỉ yêu mỗi một người đó. Người đó chính là nàng. Ta yêu nàng hơn cả bản thân mình. Nàng có chấp nhận làm vợ của ta không? Hai anh em quỷ đi giết nữ thần. Cô ta đang ở đâu? Đã đến lúc cho nàng biết được mình là ai. Người đặt tay lên trán của nữ thần. Nữ thần nhớ lại thân phận của mình. Người biết được mình là nữ thần Parvati đầu thai thành. Con quỷ tìm đến nữ thần. Nữ thần hóa thân thành Kali. Thấy nữ thần phẫn nộ, con quỷ em đã cầu xin nữ thần tha thứ. Còn quỷ anh đã khống chế nữ thần, khiến nữ thần trở nên to lớn. Quỷ anh đã khống chế nữ thần, để nữ thần nuốt chồng mình. Cuối cùng thần Shiva bị nữ thần hút vào trong bụng. Nữ thần tỉnh lại, nhận ra chính mình đã nuốt chồng. Nữ thần đau khổ tột cùng. Shiva. Chờ thì cô ta sẽ để tan Shiva, còn ta sẽ cai quản cõi trần. Ta đã giết chết chồng của mình. Ta không xứng đáng có được cuộc sống này. Nữ thần bỏ hết vàng bạc và trang sức. Nữ thần trở thành quá phụ, khóc than trong vòng một đêm. Nữ thần đã trở thành một bà lão. Nàng nhớ về quá khứ. Thiếp sống mãi trong trái tim của chàng. Ta sống mãi trong ký ức của nàng. Chỉ cần nàng nhớ về ta, ta mãi luôn ở bên cạnh nàng. Chàng không chết được, Shiva không bao giờ chết. Con quỷ đã lừa ta. Chàng ở trong lòng của ta, mãi mãi ở trong tim của ta. Nàng biến thành khổng lồ, thả mọi thứ về vị trí cũ. Thần Shiva trở lại ban đầu. Nàng Parvati, nàng không còn là quá phụ nữa. Cuối cùng thì hai ta cũng đoàn tụ rồi.
Làm sao như vậy được, chính mắt ta thấy cô giết Shiva mà. Ta còn sống thì làm sao chàng ấy lại chết được? Vì hai ta là một. Chắc ngươi đã quên, ta bất tử trước thần thánh, nhưng con người lại không mạnh để giết ta đâu. Ngày mai, trước khi mặt trời lặn, ngươi sẽ chết dưới tay một con người. Lũ quỷ đang kéo vào làng của chúng ta. Chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi. Con gái của tôi, hôm qua giờ, tôi không thấy nó ở đâu hết. Tốt nhất là chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Không ai phải đi đâu hết. Chúng ta phải ở lại đây chiến đấu. Chúng ta phải đấu tranh giành quyền được sống. Chúng ta phải đấu tranh. Masa, ta không cho phép con ra trận. Mẹ sẽ chết trước khi con làm điều đó. Tôi hỏi tất cả những người ở đây. Cô có con không? Anh có con không? Chúng ta đều là cha mẹ. Chúng ta phải đấu tranh. Chúng ta phải giơ cao thanh kiếm, bảo vệ con mình. Chúng ta phải đấu tranh. Đúng, chúng ta phải đấu tranh. Hãy nhớ rằng, dù cho có tài giỏi đến đâu, làm việc ác sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Câu chuyện cuối cùng mang tên Sự tích cây ba siêu, được trích trong phim Tiếng sáo thần tình yêu. Người xưa kể rằng, có một vị vua nắm giữ sức mạnh to lớn. Sức mạnh này từ tình yêu của vợ ông ta. Vợ ông vua ấy tên là Tushi. Người vợ Tushi yêu chồng bao nhiêu, ông ấy càng mạnh bấy nhiêu. Ông ta lợi dụng sức mạnh này chiến đấu với thần linh, giành quyền cai quản tâm giới. Nhưng người vợ không hề biết việc ác của chồng mình gây ra. Người vợ hằng ngày cầu nguyện cho chồng thắng cuộc. Tushi cầu nguyện bao nhiêu, người chồng càng mạnh bấy nhiêu. Nàng không hề biết rằng người chồng chỉ lợi dụng mình để thắng cuộc mà thôi. Thấy vậy, thần Krishna quyết định cho ba siêu biết mặt thật của chồng mình. Nhân lúc người chồng ra trận, thần Krishna biến thành ông ta. Tại sao chàng lại quay về? Thiếp đang cầu nguyện cho chàng chiến thắng. À, ta quay về vì ta muốn dành thời gian bên cạnh nàng. Binh lính sẽ lo việc chiến đấu. Tushi vẫn không biết chồng mình là thần Krishna giả thành. Ta không biết từ trước giờ nàng yêu ta vì điều gì. Thiếp yêu chàng vì chàng là một người tốt, một đức vua anh hùng. Nàng yêu ta, nàng sẽ làm gì để chứng minh tình yêu của mình? Hằng ngày thiếp cầu nguyện cho chàng thắng cuộc. Và cả mâm cơm thịnh soạn này là do thiếp tự tay nấu. Và thiếp sẽ không ngần ngại chăm sóc chàng như một nô tỳ. Nàng yêu ta, nhưng nàng chưa biết sự thật về con người của ta. Ngày mai ta sẽ cho nàng đến nơi bí mật của cung điện. Thật sao? Cuối cùng thì chàng cũng cho thiếp vào nơi đó rồi. Đến đó, Tushi sẽ biết được bộ mặt thật của chồng mình. Krishna đưa Tushi đến nơi bí mật của cung điện. Hoàng hậu, xin người hãy cứu thần. Lôi hắn ra. Thiếp không ngờ cung điện lại có nơi như thế này. Cảm ơn nàng đã cầu nguyện cho ta thắng cuộc. Những người này là những chiến lợi phẩm của ta. Đây là những thành quả mà ta phải cảm ơn nàng. Nhờ có sức mạnh của nàng, ta đã bất khả chiến bại. Thiếp không tin đây là sự thật. Chàng không bao giờ hành xử như vậy.
Ta còn nhiều nơi khác, nàng có muốn tham quan không? Đủ rồi, thiếp cảm thấy rất mệt mỏi, thiếp muốn về phòng. Đức vua, không có tình yêu của Tushi, ông sẽ mất hết sức mạnh. Cùng lúc đó, tại cuộc chiến ở tam giới, đức vua bị mất hết sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Tại sao sức mạnh của ta lại mất hết? Liệu cô ta có cầu nguyện cho ta thắng cuộc hay không? Mình có nên cầu nguyện cho chàng thắng cuộc nữa hay không? Nhờ có lời cầu nguyện của mình, chàng ấy trở thành người bất khả chiến bại. Nhưng chàng ta lại áp bức người khác. Không, mình sẽ không cầu nguyện nữa. Dừng lại, ai cho ngươi vào? Ta có tiền cũng không được vào đây. Vậy ngươi biết ta là ai không? Ta là người thân của đức vua. Sao, người thân của ta à? Vậy cho cô ta vào. Tại sao lại không thấy Ritna ở đây? Là chàng đúng không? Chàng đừng có mà trốn thiếp. Chàng trốn ở sau ngai vàng chứ gì? Đứng lại. Ngai vàng của ta mà ngươi dám đạp lên như vậy sao? Thần không biết đây là ngai vàng. Thần nghĩ đây là cái ghế. Cái ghế của vua thì không ai được phép ngồi lên cả. Kể cả cô gái cắn bông trên đầu. Diễn hay quá đó Ritna. Nhưng chàng không qua khỏi con mắt của thiếp đâu. Chàng đừng có giả bộ nữa. Bất ngờ thật đó. Nàng nhớ ta nên đến đây thăm ta đúng không? Đừng có tưởng mở. Thiếp đến đây để giám sát chàng. Đừng tưởng thiếp không biết ghen. Nàng muốn ở đây cùng ta. Vậy nàng sẽ trở thành ai đây? Thiếp không có thần thông như chàng. Vì vậy thiếp đã xin vào đây làm người hầu. Chàng cười cái gì? Chỉ có làm người hầu thiếp mới thân thiết với Tushi. Chàng không tin kế hoạch của thiếp. Vậy thì thiếp đi về. Ta không tin nàng thì phải tin ai? Thả thiếp ra. Thả ra. Đây là ai? À, cô là người đồng hương của ta. Cô ta muốn xin vào đây để được làm người hầu. Nghe nói ả ta có một món đồ hết sức giá trị, muốn dâng lên cho nàng. À hí hí, để ta đeo vòng vào cho nàng nhé. Ta biết sẽ có người ghen tị với hai ta, phải không? Thần xin phép đi trước. Khoan đã. Để cảm ơn ngươi đã tặng món quà này. Tushi có điều muốn nói. Nói đi Tushi. À, ta rất cảm ơn ngươi. Ta muốn ngươi sẽ trở thành người hầu thân cận của ta. Đó chính xác là điều quan trọng đó. Vừa nãy thần đã quyết định sẽ rời khỏi đây rồi thưa người. Không, ta đã chọn ngươi rồi. Ngươi không được đi đâu hết. Vào trong, ta sẽ giao việc cho ngươi làm. Ngươi có người yêu chưa vậy? Tất nhiên là có rồi thưa hoàng hậu. Người yêu của thần là kẻ bán bơ. Tiếng sáo của hắn rất hay, vì thế mà thần đã yêu hắn. Còn người thì sao? Ta yêu chàng vì chàng ấy là một người hùng. Nhưng bây giờ chàng không còn là người hùng mà ta đã nghĩ. Ngươi biết không, ta rất yêu chồng của mình. Nhưng tại sao chàng ấy lại lợi dụng sức mạnh của ta để chà đạp người khác? Ngươi biết không, tình yêu của người là sự mù quáng. Tình yêu phải là cả hai cùng yêu nhau. Nhưng đức vua có yêu người không? Hay lợi dụng sức mạnh của người? Hãy suy nghĩ lại đi.
Cùng lúc đó, cuộc chiến ở tam giới, từ khi nào mà kế hoạch của ta lại thất bại như vậy? Chắc là cho Tu Si đã không cầu nguyện cho ta. Ta suy nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không cầu nguyện cho chồng thắng cuộc nữa. Nàng thân với Tu Si quá ha. Tất nhiên rồi, là phụ nữ với nhau, thiếp sẽ dễ dàng giúp nàng ấy thoát khỏi đức vua kia. Nhiệm vụ của hai ta sắp hoàn thành rồi. Tại sao? Vì lát nữa đây, Tu Si sẽ đưa ra quyết định của mình. Cứu tôi với, cứu tôi. Tình yêu của người là sự mù quáng. Đức vua có yêu người không? Hay lợi dụng sức mạnh của người? Hãy suy nghĩ lại đi. Mình sẽ nói với chàng rằng mình sẽ không giúp chàng cầu nguyện nữa. Hắn đã quay trở về rồi. Là ai? Là đức vua thật. Người chồng thật quay trở về nhà. Nàng có biết cuộc chiến vừa rồi ta đã thua? Thua rồi sao? Ta không được quyền cai quản tam giới, đều cho nàng. Tất cả đều cho nàng. Nàng không muốn ta thắng cuộc, phải không Tu Si? Vì vậy mà nàng không cầu nguyện cho ta. Phải, từ bây giờ thiếp không cầu nguyện cho chàng thắng cuộc nữa. Thiếp không muốn chàng đi áp bức người khác. Im đi, nàng không phải vợ của ta. Nàng không còn ủng hộ ta như trước. Vì lúc trước thiếp chưa thấy những nô lệ, những con người bị chàng áp bức. Thiếp không thể giúp chàng được nữa. Nếu nàng cảm thấy không muốn làm vợ ta nữa, thì hãy cút ra khỏi cung điện này đi Tu Si. Thật tội nghiệp cho Tu Si. Cô ấy đã yêu một kẻ lợi dụng. Chúng ta phải cùng nhau an ủi Tu Si. Tu Si, tại sao người lại phải cầu nguyện cho một kẻ ác độc như thế? Vì ta yêu chàng ấy. Cho dù chàng ấy có là một kẻ sát nhân, ta vẫn mãi yêu chàng. Nếu như xa chàng ấy, ta không sống nổi đâu. Ta không thể sống thiếu chàng. Saha đành phải để Tu Si tiếp tục cầu nguyện. Vì Tu Si đã cố chấp cho một tình yêu mù quáng. Sức mạnh cầu nguyện của cô đã khiến chồng mình mạnh thêm. Hắn chiến thắng cuộc chiến ở tam giới. Nhờ có sức mạnh của Tu Si, ta trở nên bất tử. Tu Si càng cầu nguyện, Saha càng lo sợ. Người chồng trở nên bất tử, hắn đến thách thức thần Shiva. Ông Shiva, ông sắp thua rồi. Để đưa Tu Si thoát khỏi sự mù quáng, thần Krishna đưa Tu Si đến viễn cảnh ở ngọn núi Kailas, nơi mà người chồng của cô đang thách thức thần Shiva. Tại sao chàng lại chiến đấu với thần Shiva? Ông Shiva, ta bất tử, ông có biết không? Ta có được sức mạnh này vì người vợ hiền ngu ngốc của ta. Cô ta đã không ngừng cầu nguyện cho ta, nhưng cô ta thật ngu mà. Ta chỉ lợi dụng ả mà thôi. Thì ra chàng không hề yêu ta, chàng chỉ lợi dụng sức mạnh của ta thôi. Nhưng nếu chàng ở đó, thì ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giả làm chồng của ta? Thần Krishna hiện thân. Ngươi là Krishna. Ta làm như vậy là để cô biết được sự thật về chồng mình. Thà là ta không biết được sự thật còn hơn. Tại sao ta lại đến đây chứ? Chờ thì tình yêu của ta đã tan nát rồi Krishna. Ta không thể yêu hắn được nữa. Khi tình yêu của Tu Si cạn kiệt, cũng là lúc người chồng mất hết sức mạnh. Thần Shiva phóng cây đinh ba vào người hắn. Hắn rớt xuống ngọn núi. Hắn chẳng còn bất tử khi không có tình yêu của Tu Si. Chồng của ta chết rồi. Ngươi vừa lòng chưa hả Krishna? Mất rồi. Tất cả mất hết rồi. Chồng của ta chết là do ngươi. Hạnh phúc của ta tan nát cũng là do ngươi. Đừng trách móc nữa Tu Si. Ngài ấy làm như vậy chỉ muốn cô thấy được sự thật mà thôi. Mặc kệ cô ta đi ra ha. Raha. Thì ra hai người là Raha Krishna. Hai người cùng nhau lừa ta. Ta đã tin tưởng cô, ta đã xem cô như chị em. Vậy mà các người lại lừa ta. Đến bây giờ cô vẫn cố chấp vào sự mù quáng. Đủ rồi Krishna, ta không cần ngươi thuyết giảng đâu. Đáng lẽ cuộc hôn nhân của ta rất hạnh phúc. Từ khi ngươi cho ta biết được sự thật, mọi thứ đã thay đổi. Chồng ta chết, còn ta thì trở thành quá phụ. Vậy mà ngươi là thần tình yêu sao? Ta nguyện rủa ngươi, ngươi sẽ phải hóa đá. Ngươi sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu Krishna. Tu Si, cô đúng là một kẻ cố chấp. Cô cố chấp lao theo điều sai trái.
cô không thấy mình sai hay sao Tucy? Nếu như cô cứ cầu nguyện cho hắn thì bao nhiêu người sẽ phải chết đây? Hắn là kẻ xấu, hắn lợi dụng cô, vậy mà cô lại trách móc người khác. Im đi ra ha, cô chỉ binh vực cho Redna mà thôi. Cô cũng là người hủy hoại tất cả mọi thứ của ta, vì vậy cô cũng không xứng đáng có được hạnh phúc. Cô nhất định phải trở thành quá phụ. Cô phải đau khổ giống như ta lúc này. Cô phải nếm trải nỗi đau này. Raha ngỡ ngàng khi thấy Redna dần dần biến thành tượng đá. Lời nguyền đã thành sự thật rồi. Raha, ta muốn được về nhà. Ta muốn được chết ở quê hương. Con đường mà chàng đi luôn có thiếp bên cạnh. Thiếp hứa sẽ cùng chàng vượt qua mọi khó khăn. Những khoảnh khắc bây giờ sẽ trở thành ký ức. Bên nhau rồi, thật khó lìa xa. Cung điện này lưu giữ bóng hình của hai ta. Nơi này sẽ khắc ghi hình bóng chàng. Ánh trăng treo trên ngọn gió, ánh mắt chàng sống mãi trong tim. Khi ánh trăng rời đi mất, cũng là lúc chàng rời xa ta. Một mình ta như chết lặng. Trái tim của ta đã chết. Trang sức này còn đẹp không? Nhung lụa này còn đẹp không? Lớp son phấn này còn đẹp nữa không? Thiếp ra đi, sống cuộc đời khổ hạnh. Nàng Raha đến một đạo tràng bị bỏ hoang. Người dọn dẹp nơi đây. Sau một thời gian, người đến gặp Tucy. Lúc này, Tucy đã trở thành một quá phụ. Tucy, hôm nay tôi đến đây chỉ mong cô tha thứ cho tôi và Redna. Tôi cầu xin cô hãy rút lại lời nguyền. Cô đang nói gì vậy Raha? Chồng của ta không sống lại được thì cũng đừng mong ta rút lại lời nguyền. Cô thật ích kỷ. Cô nghĩ chỉ có một mình cô trở thành quá phụ thôi sao? Hãy nhớ lại đi, người chồng của cô đã khiến cho bao nhiêu người vợ mất chồng rồi. Cô tỉnh táo lại đi Tucy. Thần Shiva hiện ra trước mặt Tucy. Tucy, đến bây giờ ngươi vẫn cố chấp hay sao? Nếu không làm vậy, hắn sẽ giết hại rất nhiều người. Ngươi còn không nhận ra người chồng chỉ lợi dụng ngươi thôi sao? Hắn lợi dụng sự cầu nguyện của ngươi để hắn trở thành bất tử. Sự bất tử của hắn hủy diệt tam giới. Hắn xứng đáng bị trừng phạt. Raha Redna đã giúp ngươi, vậy mà ngươi lại nguyền rủa họ. Hãy nhìn lại những việc làm sai trái của chồng ngươi đi. Tucy nhận ra mình đã sai trái. Xin ngài hãy xóa bỏ lời nguyền. Thần Redna trở lại thành người. Còn nàng Tucy trở thành cây thiên, được gọi là cây basil. Từ đó, nhà của mỗi tín đồ sẽ trồng cây basil nhỏ. Người ta nói cây basil sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của họ, gửi lời cầu nguyện đến đấng thần linh. Cây basil vẫn mãi ở đó để nhắc nhở con người đừng nên cố chấp cho một điều gì mù quáng. Câu chuyện của các vị thần khép lại, nhưng vẫn động lại trong tâm trí người dân Ấn Độ. Để tưởng nhớ những câu chuyện ấy, ngày lễ tưởng nhớ các vị thần được tổ chức hàng năm. Vào ngày lễ này, đoàn diễu hành sẽ đưa những tượng thần đi một vòng thành phố. Người ta sẽ cẩu bức tượng lên và hạ tượng thần xuống dòng sông. Sau đó sẽ tắm tượng bằng nước mát của dòng sông. Bức tượng được hòa mình vào dòng nước thiên. Sau khi tắm tượng, người ta sẽ hong khô bằng trầm hương và tinh dầu. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh Ngọc Ngân Đai Si trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
đi tìm.